công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để sang học bổng của Mỹ và điều kiện cũng như là cách thức xét tuyển thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Thì các bạn thân mến, 99% học sinh muốn được cấp học bổng để xin học tập, đặc biệt là khi có ý định đi du học tại Mỹ. Thì xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm từ cái việc là tìm hiểu các chương trình học bổng và quan sát là các ứng viên có thể thể hiện mình trong cái cuộc phỏng vấn học bổng Mỹ. Thứ nhất đó là bạn cần phải đáp ứng được cái yêu cầu tối thiểu về cái thủ tục xin học bổng. Ví dụ như là một cái bộ hồ sơ xin học bổng thì thường yêu cầu ít nhất là các giấy tờ như sau. Về học tập thì bạn cần phải chuẩn bị đó là học bạ, bảng điểm và của 2 năm gần nhất tại các chứng chỉ về tiếng Anh như là SAT2 hay là ICT, GMAT v.v. và thành tích học tập, tu dưỡng, công tác xã hội cũng như là những cái năng khiếu cá nhân, bài luận theo cái đề tài được yêu cầu và bằng chứng về cái thu nhập của người là bảo trợ cái tài chính trong một số trường hợp. Thư mời học tại các trường, trong một số trường hợp như là bạn cần phải lưu ý đó là bạn không thể là email để hỏi là liệu mình có được học bổng hay không, mà chính thức nộp hồ sơ vào trường để xin học bổng. Tiếp theo đó là cái bước phỏng vấn đó. Phỏng vấn xin học bổng thì bạn cần phải hiểu đây là một cái cuộc trò chuyện giữa trường và tìm hiểu về mình, chứ không phải là một cái cuộc hỏi đối đáp. Vì vậy thì bạn cần phải chuẩn bị những cái kiến thức tốt và cũng như là những cái hiểu biết về đất nước, trường, về khóa học cũng như là ngành học. Vì sao là bạn lại chọn cái khóa học này, học xong thì bạn sẽ làm gì và cái tiềm năng đóng góp cho xã hội trong tương lai thì ra sao. Bạn cần phải thoải mái về tâm lý, ăn mặc không gò bó và nói năng thì thoải mái cũng như là tự tin, nếu thêm một chút hài hước thì rất tốt. Và cần phải trả lời đầy đủ cũng như là ngắn gọn và đúng các câu hỏi của người phỏng vấn đưa ra. Thông tin chia sẻ thêm thì vừa đủ, không dài dòng cũng như là gây loạn cái cuộc đối thoại. Tóm lại thì bạn cần phải thể hiện được là cái năng lực thông qua cái cách trả lời đúng, trúng và đủ ngắn gọn, rõ ràng và có thêm những cái ví dụ minh họa, hiểu rõ rằng là mình cần gì, muốn gì và cố gắng như thế nào để giành được những cái học bổng đó. Và để được hỗ trợ chi tiết hơn thì các bạn có thể gọi điện vào trực tiếp về số hotline 0838484879 để được các chuyên viên tư vấn Mỹ của Tân Đại Dương có thể là hỗ trợ bạn, hoặc có thể đến trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương ở địa chỉ quận 1, quận 5.